Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube channel và mình là Đan Anh đây. Trong video clip ngày hôm nay thì Đan Anh sẽ giúp các bạn so sánh giữa hai sản phẩm đến từ hai thương hiệu điện thoại khác nhau. Bên tay phải của mình sẽ là chiếc điện thoại Samsung A9 với cụm 4 camera cực ngầu luôn. Còn bên tay trái mình cũng không hề kém cạnh với 3 camera ở mặt lưng sau. Đó chính là chiếc điện thoại Oppo R17 Pro đến từ Oppo. Vậy thì hai chiếc điện thoại này theo mình tham khảo giá bán trên thị trường thì giá chênh lệch nhau khá là nhiều, khoảng từ 4 đến 5 triệu. Vậy thì cái sự chênh lệch nhiều như vậy nó có điểm chung nào hay không? Các bạn hãy xem tiếp video clip này cùng tụi mình nhé. Đầu tiên là về phần thiết kế, như các bạn cũng có thể quan sát được có thì hai mặt lưng của hai chiếc điện thoại này đều mang một cái xu hướng thiết kế, đó chính là việc chuyển màu sắc trong thiết kế. Và điều này thì gọi là hiệu ứng gradient rất là tinh xảo. Chiếc điện thoại Samsung Galaxy A9 mình đang cầm trên tay là phiên bản màu hồng cộng thêm cái hiệu ứng chuyển màu sắc gradient nữa, cho nên làm chiếc A9 của mình trở nên mềm mại, tinh tế và nó sang trọng hơn rất là nhiều. Trong khi đó thì chiếc Oppo của mình không phải làm theo hiệu ứng là nhạt sang đậm, mà nó sẽ là sự kết hợp giữa hai màu tím và xanh, tạo nên hiệu ứng chuyển màu hình chữ S rất là độc đáo. Tiếp theo, một điểm nhấn nho nhỏ này của chiếc điện thoại Samsung Galaxy A9 mà mình cảm thấy không thích, đó chính là phần đặt dấu vân tay một cách truyền thống ở mặt lưng sau. Theo sở thích của mình thì mình sẽ thích cái cách đặt vân tay ở bên cạnh phải giống như là chiếc Galaxy A7 hơn. Và chiếc điện thoại Oppo R17 Pro chắc hẳn là bạn đang thắc mắc cái vân tay của nó đặt đâu đúng không nào? Nó không đặt ở phần mặt lưng sau hay là cạnh gì cả, nó sẽ đặt ở phần màn hình mặt trước hay còn gọi là sóng vân tay siêu âm. Thêm nữa thì về phần mặt sau của Oppo của chúng ta, ngoài là việc được cấu tạo từ chất liệu kính thì nó còn được phủ nhám, cho nên điều này sẽ giúp các bạn hạn chế được việc bám dấu vân tay và mồ hôi tay nhiều hơn. Cái phần mặt trước của Oppo thì nó vẫn được tối ưu hơn nhờ cái màn hình thiết kế giọt nước, và cái giọt nước này sẽ giúp cho những cái không gian hiển thị của chiếc Oppo này trở nên rộng rãi hơn. Và cộng thêm những cái viền bezel cực mỏng của Oppo R17 nữa, cho nên phần này nó sẽ chắc chắn là ghi điểm hơn so với chiếc A9. Trong khi mà hai cái kích cỡ màn hình của cả hai máy thì xem nhau, nhưng mà cảm giác cầm nắm của A9 lại cồng kềnh hơn rất là nhiều, nhất là khi bỏ vào túi quần. Trong khi đó thì Oppo R17 của chúng ta vừa được tối ưu kích cỡ màn hình này, cầm nắm rất là nhỏ gọn nhờ cái việc bo cong ở mặt lưng sau nữa. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, màn hình giọt nước này cũng sẽ có một cái nhược điểm riêng của nó, đó chính là khi mà chơi game chắc chắn giọt nước này sẽ mang lại sự cấn tay và khó khăn khi di chuyển cho các bạn. Thêm nữa là với cái viền benzen mỏng như thế này, khi mà xem phim hay là chơi game trải nghiệm á, thì chắc chắn là cái việc mà không có điểm tựa để các bạn giữ máy và rất là dễ bị bấm vào phần màn hình khiến bị gián đoạn khi mà xem phim đó. Tiếp theo thì là về phần màn hình của hai chiếc máy này, mình cảm thấy là về phần màn hình nó không có khác gì nhau quá nhiều ngoại trừ các thiết kế, còn về độ hiển thị hay là kích cỡ thì nó cũng xem nhau mà thôi, đều là 6.4 và 6.3 inch cả. Độ phân giải của Oppo R17 Pro là 1080x2340, còn Galaxy A9 sẽ là Full HD Plus. Tuy nhiên thì Oppo R17 Pro của chúng ta sẽ có kích cỡ tỷ lệ màn hình là 19.5:9, trong khi đó thì Galaxy A9 chỉ là 18.5:9 mà thôi. Không phải nói nhiều thì các bạn cũng biết là Galaxy A9 của chúng ta sẽ trang bị màn hình Super AMOLED, còn Oppo R17 Pro thì sẽ là AMOLED. Tiếp theo thì là về phần hệ điều hành và cấu hình. Chiếc điện thoại Samsung Galaxy A9 của mình sẽ sử dụng con chip là Snapdragon 660, còn với chiếc điện thoại Oppo R17 Pro thì sẽ là Snapdragon 710. Có thể nói là hai con chip này khá là khác nhau chút đỉnh về mặt thông số. Tuy nhiên thì trong quá trình chơi game, test và trải nghiệm thì mình cảm thấy là A9 không hề thua thiệt quá nhiều so với chiếc điện thoại Oppo R17 Pro đâu. Mình test game cả hai con trên tựa game PUBG thì mình cảm thấy sự khác biệt hiệu năng giữa hai con chip này thực sự không quá lớn. Khi mà để hai máy ở chế độ cao nhất thì Oppo và A9 thì đều là HD. Khi chơi thì không hề xảy ra hiện tượng giật lag, không bị drop frame hình, đồ họa để ở mức cao nhất vẫn hiển thị khá là tốt nè. Cho nên là khi mua hai con máy này về thì bạn sẽ không cần phải đắn đo suy nghĩ hay là không lo sợ về cái việc chơi game hay là tải game nặng của nó nữa. Tiếp theo thì là về phần bộ nhớ, cả hai chiếc máy này đều có bộ nhớ ROM là 128GB. Tuy nhiên thì với phiên bản Oppo mình đang cầm trên tay và trải nghiệm trong video clip ngày hôm nay thì nó có dung lượng RAM là 8GB, trong khi đó thì A9
mà mình sử dụng để so sánh chỉ là 6 GB mà thôi. Tuy nhiên thì cả hai cái con số này vẫn không đem lại sự khác biệt quá lớn, nhất là về phần đa nhiệm của hai chiếc máy. Với chiếc Oppo R17 Pro này á, thì khi mà mình đang chơi game này hay là đem xem video thì có tin nhắn tới thì mình quay trở ra màn hình trả lời tin nhắn xong sau đó vào lại game thì hầu như là không hề xảy ra hiện tượng gì cả, rất là mượt mà luôn, không hề bị gián đoạn. Và với chiếc điện thoại A9 này thì cũng không hề kém cạnh, khi mà mình đang xem video clip trên YouTube sau đó có tin nhắn tới thì mình đã thoát ra và trả lời tin nhắn, mình nghĩ là sẽ bị thoát ra khỏi cái phần xem video luôn. Tuy nhiên thì Samsung rất là thông minh khi mà thu nhỏ cái màn hình đang xem video của mình lại, và nó có một cái cửa sổ nhỏ đa nhiệm rất là tốt và rất là tiện lợi. Tiếp theo thì là phần camera của hai chiếc máy này, và đây cũng là phần mình rất là mong đợi để được đánh giá. Về Oppo thì mình nghĩ là nó sẽ nhỉnh hơn camera của A9 về phần selfie, trong khi đó thì A9 sẽ đánh bại lại Oppo nhờ cụm 4 camera này mang lại những cái bức ảnh chân thật và sắc nét hơn ở phần camera sau. Oppo R17 Pro có camera chính là 3 camera 12 và 20 megapixel. Độ phân giải của camera thứ nhất sẽ là 1.5-2.4 và camera thứ hai 20 megapixel sẽ là f/2.6 và camera còn lại là TOF3D để hỗ trợ tốt hơn cho các nội dung thực tế ảo tăng cường AR. Ngoài ra thì máy cũng sẽ có camera selfie là 25 megapixel và khẩu độ f là 2.0. Tiếp theo thì về phần camera A9 thì nó sẽ có 4 camera lần lượt là 24, 8, 10 và 5 megapixel. Khẩu độ sẽ là 1.7, 2.4, 2.4 và 2.2. Còn lại camera selfie sẽ là 24 megapixel và khẩu độ f sẽ là 2.0. Về selfie thì trước giờ mình hay có định kiến là camera của Oppo sẽ làm ảo diệu hơn so với thực tế. Tuy nhiên thì với R17 Pro mình đã có suy nghĩ lại khi selfie trong điều kiện thiếu ánh sáng tự nhiên, như là khi chụp trong phòng nhiều ánh đèn, thì mình cảm thấy thực sự bất ngờ khi xem ảnh giữa hai con máy này. Oppo không những chụp đẹp hơn mà tái tạo lại những cái đường nét chi tiết rất tốt và chân thực. Trong khi đó thì ảnh selfie của Samsung, ngoài việc bị ảnh hưởng từ việc màn hình ám vàng thì Samsung làm da mình bệt đi, trông thấy rõ các chi tiết từ màu da và những chỗ da không đều màu hay là khóe miệng, đường chân mày thì Oppo làm tự nhiên vì thật hơn. Về chế độ làm đẹp thì cả hai máy đều có chế độ làm đẹp luôn. Oppo làm đẹp không phải bàn cãi, lại có phần chân thực hơn A9, là màu sắc thần thái tươi tắn hơn, trong khi A9 thì vẫn giữ nguyên độ bệt khi làm đẹp. Điều này thì mình không thích tí nào. Tuy nhiên thì về phần A9, nếu bạn có gu thích về sự mịn, về chất ẩm nè, gu hơi ám vàng thì vẫn có thể hài lòng với A9 đó. Tiếp theo là về xóa phông của camera selfie, lại một lần nữa thì Oppo ghi điểm vì xóa phông quá ngon lành cành đào luôn. Không những xóa phông và tách bạch hai phần trước sau chủ thể tốt thì xóa background đằng sau cũng rất là lung linh, xóa không bị quá mù mịt và quá đáng, vẫn giữ được cái độ tự nhiên. Hơn nữa thì các nét viền hầu như là xóa không bị lỗi, trong khi A9 xóa lỗi rất là nhiều và chủ thể trước vẫn giữ được đường nét rõ ràng, không giống như A9 thì bị mờ luôn phần chân mày. Đây, tiếp theo là về phần camera sau. Phần mà mình đã nói là chắc hẳn A9 sẽ đánh bại lại camera trước của Oppo R17 Pro. Về camera sau thì lại giống như một pha lật lại tình thế của A9, khi mà màu sắc tái tạo nét, rõ và chân thật hơn so với Oppo. Trong khi đó thì Oppo lại thiên về trường phái mịn quá đà, hay có thể nói là cà nhiều quá nên khiến mất đi màu sắc và đường nét tự nhiên, giống như là bị phủ một lớp filter mờ ảo vậy. Và tất nhiên camera sau của Samsung Galaxy A9 cũng sẽ tốt hơn, có lẽ vì do sở hữu tận 4 camera nên xóa phông chất lượng, xóa đẹp, mịn, phân tách rõ ràng chủ thể trước và sau, tự nhiên và cũng không cần bị lỗi như camera trước của nó nữa. Trong khi xóa phông bên R17 Pro thì lại hơi bệt và xóa sai vài chỗ. Tiếp theo thì là về phần tính năng của hai chiếc máy này. Khi mà nghe đến việc Always On Display thì chắc hẳn là các bạn sẽ nghĩ đến Samsung đầu tiên, vì có thể nói Samsung là hãng đi đầu và phổ biến hơn cả về cái tính năng này. Tuy nhiên thì trong lần ra mắt lần này, Oppo R17 Pro của chúng ta cũng không hề kém cạnh khi mà nó cũng sở hữu tính năng đó luôn. Tiếp theo, một sự nâng cấp rất đáng kể cho chiếc Oppo R17 Pro này đó chính là việc hãng đã đem bảo mật vân tay lên trên màn hình trước. Tức là bạn có thể mở vân tay trên chính cái màn hình của mình mà không phải dò vân tay ở đâu, mặt sau lưng hay là cạnh nào của Oppo nữa cả. Tiếp theo thì là về chuyên mục pin của cả hai chiếc máy này, Oppo R17 và chiếc điện thoại Samsung Galaxy A9. Thực sự thì dung lượng pin của hai con này không có điểm gì quá nổi bật. Một bên Oppo sẽ là 3700mAh và A9 thì sẽ là 3800mAh. Tuy nhiên thì có một điểm cộng so với Oppo, đó chính là nó có tích hợp công nghệ sạc nhanh VOOC. Và mình đã thử nghiệm, đó là rất ấn tượng khi mà máy của mình bị sụp nguồn 0% thì chỉ cần 30 phút cắm sạc VOOC thôi
thì nó đã lên 97%, và tiếp tục khoảng 3 phút sau thì nó đã lên đầy pin rồi. Và đây cũng là một con số rất ấn tượng hơn nữa là trong cái phần sạc pin, bởi vì mình biết cái nhu cầu sử dụng điện thoại hàng ngày của các bạn rất là nhiều và không thể nào tránh khỏi tình trạng hết pin. Và cái việc sạc nhanh, sạc tốt và đặc biệt là tăng tốc mức sạc như thế này phải nói là rất đáng nể. Còn với Galaxy A9 thì không quá nổi bật về thông số cũng như là không có sạc nhanh. Tuy nhiên mà mức pin sử dụng trên A9 cũng không làm mình quá thất vọng khi mà sạc đầu pin vào đầu ngày. Sau đó thì các bạn trải nghiệm dùng nhiều thao tác gần như là liên tục trong cùng một ngày, thì khi đến cuối ngày về đến nhà thì mức pin cũng xấp xỉ 50%, thì mình cũng khá là ấn tượng. Ok, chốt lại, nếu như bạn là một người trẻ và bạn yêu thích những công nghệ tính năng mới, một thiết kế đẹp này, thiết kế 4 camera thì mình nghĩ chiếc A9 này là sẽ hợp với bạn. Hơn nữa thì về mức kinh phí nó cũng sẽ hợp với những bạn trẻ không có quá nhiều tiền để mua một con flagship cao cấp. Thì đây sẽ là một con cận cao cấp để các bạn có thể thoải mái trải nghiệm với màn hình siêu rộng và một cái thiết kế rất là đẹp của A9 luôn. Còn về phần Oppo R17 thì mình sẽ nghĩ là nó sẽ rất hợp với những fan của Oppo, đặc biệt là những bạn nào rất là hay ngóng những cái tính năng mới của Oppo. Ví dụ như là chúng ta sẽ có bảo mật vân tay với màn hình nè, rồi chúng ta sẽ có một cái thiết kế rất là đẹp và gần như là hoàn thiện khi mà hãng đã triệt tiêu cái nỗi lo về bám dấu vân tay và mồ hôi, cũng như là cái thiết kế gradient chuyển màu rất là đẹp luôn. Tuy nhiên thì nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, giữa hiệu năng của hai con này, mình nghĩ là cả hai con đều đảm bảo hiệu năng khá là tốt khi bạn chơi những game nặng và tải quá nhiều ứng dụng cũng như là đa nhiệm, thì chắc hẳn là nếu như bạn không có quá nhiều kinh phí thì nên suy nghĩ về A9. Còn chiếc Oppo R17 Pro này thì giá nó hơi chua, cho nên nếu như bạn thực sự yêu thích nó thì hãy cố gắng kiên nhẫn chờ đợi để Oppo có thể rớt giá. Còn nếu như bạn có nhiều tiền thì hãy mua để sử dụng và trải nghiệm ngay và luôn cũng không sao. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đi so sánh hai chiếc điện thoại A9 của Samsung và chiếc điện thoại Oppo R17 Pro của Oppo. Vậy thì bạn nghĩ sao về hai chiếc điện thoại này? Với mức giá chênh lệch nhau khá nhiều, tuy nhiên thì A9 vẫn không hề bị thụt lùi quá nhiều cũng như là làm mình thất vọng so với chiếc Oppo R17 Pro này. Còn suy nghĩ của bạn thì như thế nào? Hãy để lại phần comment cho tụi mình cùng biết nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh YouTube Big Channel đó. Bye bye!